răng của bạn ấy, khớp khểnh hàm trên, răng 2 thì vào trong và mất răng số 46. Và đây là kết quả sau 6 tháng điều trị tại Nha Khoa SDental. Chúng ta có thể quan sát thấy rằng tình trạng răng của Tâm đã cải thiện hơn rất nhiều so với lúc đầu đến khám. Răng 2 của bạn ấy đã đi ra ngoài, răng nhìn cũng đều hơn. Chúng ta có thể quan sát thấy rằng tình trạng răng của Tâm đã cải thiện hơn rất nhiều so với lúc đầu đến khám. Răng 2 của bạn ấy đã đi ra ngoài, khung răng nhìn cũng đều hơn. Như vậy thì sau 6 tháng niềng răng thì chúng ta đã thấy là tình trạng răng của bạn Tâm cải thiện rất là nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ lắng nghe một chút chia sẻ của Tâm nhé. Mới bắt đầu niềng răng thì nhưng mà mới cho nó khá nhiều thì em thấy là hơi khó chịu một chút. Xong rồi sau làm quen dần rồi thì em thấy nó cũng bình thường, nó không có gì là vướng mắc cả. Còn mỗi lần đi siết thì cũng nó sẽ hơi đau một chút thôi, không thời gian kéo dài đau không nhiều đấy. À rồi, nghe có vẻ cũng tương đối nhẹ nhàng đúng không? Thế thì em có chia sẻ một chút bí kíp gì về ăn uống hoặc là vệ sinh cho các bạn được không? Ăn uống thì em nghĩ là mọi người nên cắt nhỏ đồ ăn ra thì ăn sẽ dễ hơn. Hay là mình nên hạn chế cắn thì sẽ tốt cho việc nhấm hơn. Và mình nên sử dụng máy tăm nước. Đúng rồi, cái này thì chị rất đồng ý với em, bởi vì chị cũng đang dùng máy tăm nước, chị thấy là nó sạch hơn rất là nhiều. Đúng rồi, dễ vệ sinh hơn đúng không? Dễ vệ sinh rồi, dễ đi ngồi vào các cái xe trong cái tất cả. Đúng rồi, chính xác. Đó. Thế thì chị nhớ là lần tái khám trước thì Tâm bắt đầu là có 2 cái nâng khớp ở hàm ấy. Đấy, thì không biết là cái việc mà nâng khớp như thế có làm cho em khó khăn gì không nhỉ? Ban đầu cũng khá là khó khăn chị ạ. Vì em mất khoảng tầm đến 5 ngày để có thể là quen với việc nhai bằng cái 2 cái nâng khớp đấy. Còn về sau thì em nhai bình thường thôi, không có gì cả. Thế thì đó là những cái chia sẻ rất là thật lòng của bạn Tâm, cũng phần nào giải đáp một chút thắc mắc cho những ai đang muốn tìm hiểu về niềng răng. Hy vọng là qua những lời chia sẻ của bạn Tâm thì đối với những bạn nào còn đang suy nghĩ hay là lăn tăn về vấn đề niềng răng thì các bạn sẽ có động lực để đi niềng răng luôn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.